để lửa cháy vậy nó cháy nó bị đâm nó cho nên thấy để vậy nè, thì đốt lửa thì làm luôn có cái hai. Thì chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Thúy Long An Vlog. Hôm nay Thúy về trong ba Thúy chơi, có làm một cái con gà trống thiến. Chú Bảo lại tiếp tục làm ẩm thực mọi người ơi. Nè, 4 kg đó mọi người. Nè, Thúy làm rồi nè. Thúy cột nó bầm nè. Thúy bắt nó từ ba, coi như là ba có Thúy bắt á, xong rồi cái Thúy cột thành ra nó bầm. Bầm ngay cái cổ nó nè. Thúy mới vừa làm xong. Quá nặng quá mọi người ơi. Đó, bây giờ Thúy định nấu cháo bắp gỏi. Nhưng mà nhớ lại nó hồi đi đổi món nấu cháo cối đi, thành ra thì đã mổ bụng nó ra nè. Giờ thường thường á là mình đem mình thui nó là mình không có mổ bụng, để mình thui xong mình mới mổ. Mà giờ này nãy tính nấu cháo bắp gỏi mà giờ chuyển qua món cháo cối, thành ra bây giờ để vậy luôn, đem đi thui. Thì nhóm lửa rồi, mùa này không có rơm mọi người ơi, thành ra thì nhóm lửa củi thì thui nó lại, thui xong rồi đắt mình cạo lại. Hôm nay Thúy sẽ mời mọi người cái món gà trống thiến nấu cháo cối. Mọi người giờ bếp mà nhúng gặp mấy bữa nay trời bão á, không có củi ướt nhem hết trơn rồi, Thúy lấy vỏ dừa thì nhúng là đang chuẩn bị thui con gà mà cứ tắt lên tắt xuống hoài à. Chứ cái này nếu mà ở nhà có rơm, ba có rơm mà mấy bữa nay trời bão mọi người ướt nhem nhẹp à, thành ra giờ nhúng củi làm luôn. Giờ nhúm kiểu này không biết chừng nào mới thui được gà nữa, thối lên nghi ngút không làm sao luôn. Đúng là muốn ăn phải lăn vô bếp thôi mọi người. Cực quá trời. Làm cứ tắt hoài ung mũi luôn mọi người. Quá khói không. Cháy lên rồi, mình sẽ đi lấy đồ treo con gà lên. Rồi, bây giờ Thúy sẽ để lên. Thúy có cái dĩ Thúy để lên, thui nha mọi người. Đó, Thúy để lửa cháy vậy, nó cháy, nó bị đậm cũng không sao nha mọi người. Lát mình cạo nó ra hết à. Đó, Thúy sẽ trở về nó. Wow, nóng quá mọi người ơi. Quá, dầu chết mồi. Bảy đập chuột. Mình không có cái đồ treo lên á cho nên Thúy để vậy nè. Thúy đốt lửa thì làm luôn có cái dĩ nướng nè. Để lên đỡ luôn chứ không có cái đồ treo lên. Tại vì hơn nữa mình nướng ở trong bếp chứ ở ngoài trời thì mình treo. Nóng quá thì nóng luôn. Thơm mát ngát. Cái này nướng là ăn luôn chín khỏi nấu mọi người. Thơm phức luôn á. Nè mọi người. Đó, giờ Thúy sẽ lấy cái lá xả Thúy cạo. Chà cho nó sạch nha mọi người. Rồi, bây giờ Thúy sẽ chà bằng cái lá xả này mọi người. Nè. Để tối này đi coi dưới nó có đắp bùn đắp đó, mình tháo cái này tháo luôn. Đó. Chà là nó sạch hết trơn mọi người, còn cái chỗ nào cứng quá thì mình sẽ lấy con dao mình cạo, nhưng mà cái lá xả rất là hay. Mình chà là nó sạch bóng à. Chúng ta tháo lưng thôi chứ sao hết hả? Ôi da, hộp của nó có nhau hả? Năm nay người ta tháo không, người ta đâu có tốt. Có năng đùi không? Mấy người có đựng nước á. Đắt cho tìm cái đùi nha. Thôi, cái đầu đi kỹ. Con gà
chào con chào cô chú đi. Con chào cô chú. Chai cà phê đó. Cái đầu của nó gì kìa mà đâu nước sông luôn nè. Con đi vô, đi vô. À, con có đụng đâu? Không đụng nè. Nhưng mà con ngồi mẹ sợ da. Đó, thơm quá mọi người ơi. Thơm quá rồi. Con phức luôn. Rồi, em rồi dép bằng dép rồi. Sôi lên nè, thì đổ tỏi vô. Thì để tỏi vô rồi mọi người. Lên. Ra đây là xả đập dập khúc khúc đó mọi người cho nó thơm, tại vì con gà này ba tiếng nuôi lâu lắm rồi, có cửa luôn mọi người, gà tàu mà có cửa luôn á, có năm ngoài năm luôn á, cho nên nấu cái tối rất là ngon, mình nấu gà già già thấy ngon đó mọi người đó. Thơm nước mũi luôn đó, một rổ thịt luôn mọi người, 4 kg mà ra ha, chặt ra quá trời thịt luôn. Cho nó vàng nó thơm lên cái mình bỏ thịt, mình để thịt vô mấy cái mình xào. Xào cho nó thấm cái gia vị chút xíu nữa thì sẽ để nước dừa vô. Rồi bây giờ nó thấm cái xào nãy giờ mọi người, giờ thì sẽ chế nước dừa vô, cái chặt nước dừa hai trái nước dừa nè mọi người. Hai trái dừa. Rồi cho nó thấm rồi chút xíu nữa mình sẽ thêm nước nha mọi người. Tại vì cái nước dừa không thì nó không có đủ, cho nên mình cho nó thấm nó mau mềm. Tại vì con gà này nó quá già mọi người. Mình để nước dừa nó vừa ngon mà lại lại mau mềm nữa. Rồi thì sẽ đậy nắp lại cho nó, chờ cho nó thấm nó mềm đi, rồi thì sẽ thêm nước nữa, rồi mình bỏ đậu xanh nãy giờ thì hầm rồi thì chế nước thêm rồi nè mọi người. Thì đã bỏ đậu xanh vô, đậu xanh cũng sắp mềm rồi, thì sẽ bỏ gạo vô, đó là chờ gạo với đậu xanh nó mềm, tại vì đậu xanh thì không có ngâm trước á, thì mình ngâm trước á thì mình bỏ một lượt gạo luôn, còn cái này là thì không có ngâm, cho nên thí rửa sạch rồi thí bỏ vô luôn, bỏ hơi sớm để cho nó nhừ nó mới ngon. Wow, thơm quá mọi người ơi. Đó, nãy giờ thí vớt bọt rồi xong hết rồi nè, nãy giờ chỉ chờ nó thịt nó mềm rồi thí bỏ gạo thêm nữa là xong. Đúng là con gà này nó hơi già mọi người, cho nên nó hầm rất là lâu, nhưng mà mình nấu cháo cối gì mới ngon mọi người, nãy giờ luôn á, rất là lâu, thí vớt bọt 2-3 lần luôn rồi đó. Thơm quá chừng thơm luôn mọi người. Nghĩ cái món cá cha cháo cối nó có cái mùi đặc trưng ha mọi người ha. Mình thui nó cho nên nó rất là thơm, thơm lắm luôn á. Nè, nó không nhừ. Đây là cái bí quyết nè, nó lâu nhừ, nó lâu mềm quá cái thí bỏ cái muỗng inox vô nè mọi người. Đó. Đó là bí quyết để cho nó mau mềm á. Mình nấu cái gì mình thấy nó lâu mềm mình bỏ cái muỗng inox vô là nó sẽ rất mau mềm. Nãy giờ thấy nó đậu xanh với lại thịt thì thấy cũng gần mềm rồi. Đậu xanh với lại gạo nó cũng vừa chuẩn bị mềm là gần xong rồi mọi người. Nãy giờ cũng khá là lâu. Nhưng mà gà mà nó già nó mới ngon. Cháo cối là phải gà phải già. Lâu lâu mới có dịp về, chứ nếu mình mua con gà ngoài chợ mà về mình nấu cháo cối nó không có ngon mọi người, tại vì nó non á, nó mềm lắm. Giờ chút xíu nữa sẽ xong. Sẽ mời mọi người một tô cháo cối nha. Mấy bữa nay trời bão ở nhà giờ nấu cháo cối ăn cho nó ấm áp mọi người ơi. Trời bão hôm nay không có làm gì được hết trơn, không có đi theo ông xã Thúy bẫy rắn, không có đi
đậu dến luôn, trú bảo luôn mọi người ơi. Lửa cháy 8 làng 9 ngõ. Coi như là nè mọi người nhìn là thí nè, thí lấy mấy cái cây, mấy cây tre á, mà hôm mùa nắng á ba chặt á, rồi mà không có xài, không có đóng, không có làm chuồng gà, giờ ba bỏ qua bên. Thí lấy vô thí chụm nè, chỉ cái mấy cây này dựng đứng lên á nó khô á là thí chụm được thôi, còn bao nhiêu củi kia, mấy củi mà mình chặt sẵn, cưa sẵn á mọi người, ướt nhem hết trơn. Không có cái nào chụm được hết. Thí lấy mấy cái cây tre mà dựng đứng lên á, vô chụm trái quá chừng trái luôn đó. Giờ chờ cho nó chín là xong. Cái nồi cháo cối có thấy đã chín rồi nè mọi người, thấy đã nêm nếm lại vừa ăn rồi, rất là ngọt luôn mọi người, ngọt ngất luôn á, tại vì con gà rất là to, rồi thêm lại nó hòa quyện vào cái đậu xanh với gạo á mọi người, những cái gia vị mình nêm nếm nữa, rất là thơm, rất là ngon luôn đó nè. Cái đùi đó, cái đùi thấy chặt ra hết 3-4 miếng ở trên rồi mọi người, bự lắm, thấy sao không chín cho nên thấy chặt ra. Mình thui nó sơ á, cái da của nó vàng vàng á, nhìn rất là hấp dẫn mọi người. Cái này thì nấu đậu với lại gạo á, coi như là gạo một phần, đậu hai phần mọi người. Còn nếu như mà mình mọi người thích ăn đậu nhiều hoặc là gạo nhiều thì cứ tùy theo ý thích của mình mà giảm hoặc tăng. Rồi, để thì nhắc xuống là thì sẽ đây, cháo của thì đã nấu chín rồi nè mọi người. Thì bới ra nè. Rồi thì sẽ mời mọi người nha. Rồi cái nồi cháo cối thì đã nấu chín rồi nè mọi người. Thì bới ra là thì mời mọi người dùng như thế nha, bốc khói luôn. Thì mời mọi người dùng như thế nha. Rồi thì sẽ ăn. Mình ăn kèm á là thì bằm sả ớt, thì chao thì đánh nhuyễn ra. Cái mình nêm đường, tí xí bột ngọt, nói chung là cho vừa miệng. Rồi mình sẽ chấm với cái thịt. Thì mời mọi người nha. Chứ có rau ăn kèm nữa nè. Ngọt quá chừng ngọt luôn mọi người. Cái nước chấm mà để mình ăn kèm nấu, mọi người. Nấu cháo xé phai nhưng mà ăn hoài nó cũng ngán, cho nên đổi qua cái khẩu vị này. Cảm thấy nó ngon, nó lạ. Coi như nó rất là thơm. Mình làm gì ta? Mình thui đó, cái da nó vàng lên nó thơm lắm mọi người. Nóng quá. Ngon quá. Chấm một miếng nè. Rất là ngon mọi người, ngọt lắm luôn. Ví dụ con gà này mà nó già như vậy nè, mà mình nó nếu mình xé phai chắc không ngon mọi người, nó sẽ dai lắm, cho nên mình nấu cho cối nó hợp hơn. Ngon quá. Như là mình nấu cái món này á, ăn nó vừa mát mà nó vừa bổ mọi người. Tại vì có đậu xanh á, rất là ngọt, rất là mát luôn. Con gà này nạc không? Nạc quá chừng nạc luôn mọi người. Wow. Hãy
cái thịt của con gà này nó dai, nó dai nhưng mà mình thui nó, cái dao nó thơm mà nó giòn mọi người. Dai mà dai theo kiểu mà gà mình nuôi á, gà ta mình á, nó dai ngon mọi người. Tại vì mình hành nó đã mềm rồi nhưng mà nó dai, nó dai theo cái kiểu mà dẻo dẻo, rất là ngon. Mọi người dùng thiệt tình như thế nha, nè cái da nó vàng nè mọi người nè, thế mời mọi người nha. Rất là ngon luôn. Cái lá và dắp cá như là lá cách ăn rất tuyệt vời. Nay về nhà cũng đông lắm nhưng mà không ai chịu lên, không ai chịu lên trước kính hết cho nên có mình Thúy à. Để Thúy mời mọi người xong rồi Thúy xuống dưới sau Thúy dùng với chị em trong nhà. Ngon quá mọi người ơi. Quá. Rất là ngon luôn. Thôi video của Thi đến đây Thi tạm dừng. Chỉ chia sẻ vỏn vẹn là cái món gà nấu cháo cối thôi nha mọi người. Thi cảm ơn mọi người rất nhiều trong thời gian qua đã xem video của Thi. Mọi người xem video của Thi nhớ nhấn vào nút đăng ký để khi nếu Thi up những video mới lên á mọi người xem để ủng hộ Thi nha. Thi bye bye, chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại những video tiếp theo. Bye bye.